Vâng, trước tiên là chúc mừng chị đã có thai đến 32 tuần. Còn điều thứ hai là chị vẫn còn phôi chữ lạnh thì chúng tôi vẫn tiếp tục chữa lạnh cho chị để đảm bảo là nếu chị sau này chị có nhu cầu thì chúng tôi vẫn tiếp tục lấy cái phôi đó ra để chuyển phôi lại cho chị. Còn thời gian chữa phôi bao nhiêu lâu thì hiện nay chưa có cái mức là đến bao nhiêu lâu là không thành công cả. Gần đây đã có một cái trường hợp mà người ta đã chuyển phôi thành công sau hơn 20 năm chữa phôi. Còn tất nhiên thời gian chữa phôi càng lâu thì cái mức độ rủi ro sau khi giã đông ra sẽ cao hơn. Tôi nghĩ rằng là nhưng thường thường trong vòng 8 năm trở lại thì đấy là cái thời gian mà chúng tôi thấy là vẫn là đảm bảo tốt nhất.